Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh về kiến thức dinh dưỡng và giảm cân của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về lợi ích cũng như công dụng của quả chuối đối với sức khỏe của chúng ta nói chung và đối với người giảm cân nói riêng. Thì quả chuối thì tất cả chúng ta đều rất là quen thuộc. Đây là một loại quả mà rất phổ biến này, rẻ tiền. Dù là nó rất rẻ tiền nhưng mà nó lại cực kỳ tốt cho sức khỏe của chúng ta, chứa rất nhiều dinh dưỡng, rất nhiều chất xơ. Và đặc biệt hơn nữa, đó là quả chuối là một cái thực phẩm hỗ trợ cho chúng ta trong quá trình giảm cân. Những người giảm cân thì cũng nên ăn chuối, bởi vì nó có nhiều chất xơ này, nhiều chất khoáng và vitamin các loại, cho nên là khi chúng ta ăn quả chuối nó sẽ giúp cho chúng ta đầy đủ dưỡng chất hơn và giúp cho chúng ta bổ sung thêm được chất xơ, giúp no lâu hơn. Tuy nhiên, có một thực tế hiện nay ấy mà mình cực kỳ cảm thấy là mình cảm thấy mọi người đang hiểu sai về một loại thực phẩm nào đó. Tức là khi chúng ta nghe nói nó có khả năng hỗ trợ chúng ta giảm cân, cái là mọi người cứ mua về và ăn thật là thoải mái. Ăn sáng, ăn trưa, tối, thậm chí một lúc ăn thật là nhiều. Quả chuối cũng vậy, mình thấy có nhiều người nhá, thấy nói chuối giảm cân, thế là chỉ có ăn chuối thôi. Nhưng mà các bạn có biết không, trong 100g chuối là 100 kcal, đó là chuối tiêu nhá. Còn nếu là chuối tây thì 100g chuối tây sẽ là 66 kcal. Vậy thì nếu như các bạn mà cứ cơ chế đó là chúng ta thấy chuối tốt, chúng ta ăn một lúc 4-5 quả chuối, mà nếu một quả chuối một lạng thôi thì chúng ta đã đưa vào người 500 calo lúc nào mà không hay. Do vậy thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn kiến thức về quả chuối đối với công cuộc giảm cân cũng như sức khỏe nói chung này, và cái liều lượng chúng ta nên ăn mỗi một ngày để có thể là giúp cho chúng ta giảm cân tốt nhất và chúng ta có thể cảm nhận được cái giá trị tuyệt vời của quả chuối. Đầu tiên, mình muốn các bạn hãy tìm hiểu một chút về thành phần dinh dưỡng vô cùng tuyệt vời của quả chuối. Hình như là có bất kỳ cái chất dinh dưỡng nào thì nó đều hội tụ ở trong quả chuối hết cả nhà, vô cùng tuyệt vời. Trong 100g chuối có 100 kcal, đó là chuối tiêu. Và ở trong đây thì có tất cả các vitamin nhóm B, B1, B2, B3, B5, B6. Đó, thành phần chất khoáng thì sẽ có là kali, magie, phosphor, canxi, natri, mangan, sắt, kẽm. Các bạn thấy không? Có rất là nhiều các khoáng chất luôn, hầu như là có hết. Thành phần tinh bột thì sẽ có trong 100g chuối sẽ có 22,84g tinh bột này. Chất béo thì rất ít, chỉ có 0,33g mà thôi. Có 1,09g protein. Vậy thì chúng ta ăn chuối, nói thật với các bạn luôn là nó đã cung cấp rất là nhiều và đầy đủ hết các vi chất dinh dưỡng, các vitamin và khoáng chất rồi. Tuy nhiên thì trong quả chuối thì cũng có rất là nhiều năng lượng, và bản thân chúng ta thì không thể nào ăn chuối để thay cơm được. Chúng ta chỉ ăn một vài quả chuối để chúng ta gọi là nó là một cái hoa quả trong ngày thôi, chứ chúng ta không thể ăn thay cơm được. Nên là nếu mà các bạn ăn nhiều chuối và chúng ta còn ăn cơm, ăn các bữa ăn bình thường nữa, thì đảm bảo là cái lượng calo sẽ đội lên. Và lúc đó thì chúng ta lại vi phạm vào cái nguyên tắc của calo rồi. Tức là cứ calo in nhiều hơn calo out sẽ không thể giảm được cân rồi. Muốn giảm cân thì làm sao cái năng lượng đầu vào nó phải ít hơn năng lượng đầu ra, lúc đó tạo được sự thâm hụt calo thì chúng ta mới có thể giảm được cân. Tiếp theo thì mình mời các bạn hãy cùng tham khảo về lợi ích của quả chuối trong quá trình giảm cân, tức là các cơ chế nào để giúp cho chúng ta giảm cân khi ăn chuối đấy ạ. Đầu tiên, đó là chuối chứa hàm lượng chất xơ rất cao. Ở trong quả chuối thì chất xơ cực kỳ cao, và khi mà một thực phẩm có nhiều chất xơ như vậy sẽ giúp cho chúng ta giảm cảm giác thèm ăn. Vì vậy, chuối sẽ hạn chế khẩu phần ăn hàng ngày và làm giảm lượng thức ăn nạp vào cơ thể, từ đó giúp chúng ta giảm mỡ hiệu quả. Thứ hai, đó là quả chuối có tính chất kháng tinh bột. Trong thành phần của chuối có một loại chất xơ đặc biệt có tính năng kháng lại tinh bột, nhằm lên men lượng tinh bột có trong chuối thành chất khác giúp đốt cháy mỡ. Thứ ba là trong quả chuối có chứa chất norepinephrine. Đây là một chất nằm trong thành phần của quả chuối và có tác dụng phân giải cấu tạo của chất béo, giúp ngăn chặn sự tích tụ mỡ thừa. Vì vậy, bạn hoàn toàn có thể yên tâm ăn chuối hàng ngày để hỗ trợ giảm mỡ bụng nhanh nhất. Đó là những lợi ích đối với chúng ta trong giảm cân. Còn quả chuối đối với sức khỏe của chúng ta thì sao? Nó cũng có vô vàn những lợi ích cả nhà. Đầu tiên, đó là chuối có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng quan trọng. Trong một quả chuối trung bình thì khoảng độ 100g thì có chứa này, potassium, vitamin B6, vitamin C, magie,
copper, hàm lượng tinh bột, protein và chất béo, tức là đầy đủ hết tất cả các thành phần dinh dưỡng ở trong đây. Thứ hai, chuối có thể giúp chúng ta cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa. Đặc điểm nổi bật của chuối đó là rất dễ tiêu hóa, cho nên là những người mà hay bị táo bón ấy là được khuyên ăn chuối mỗi ngày đấy cả nhà. Chất kháng tinh bột ở trong chuối ấy, nó sẽ thoát khỏi hệ tiêu hóa này, nó đi tới ruột già và sẽ trở thành thức ăn cho những vi khuẩn đường ruột có lợi. Thêm vào đó thì một số nghiên cứu tế bào cho thấy là phectin có thể giúp bảo vệ tránh khỏi ung thư đường ruột. Thứ ba, trong chuối có chứa chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Chuối chứa một số chất chống oxy hóa gồm dopamine và catechin. Những chất này giúp chúng ta giảm nguy cơ bị bệnh tim mạch và những căn bệnh thoái hóa. Thứ ba đó là chuối có thể giúp cho chúng ta có quả thận khỏe mạnh. Vì ở trong chuối có một cái chất đó là potassium, là một chất rất cần thiết để kiểm soát huyết áp và giúp cho chức năng thận hoạt động được tốt hơn. Chuối là một nguồn thực phẩm giàu chất potassium và nó có những lợi ích đặc biệt để duy trì sức khỏe của thận. Tiếp theo là lợi ích của chuối đối với cơ bắp và hệ thần kinh. Trong 100g chuối thì có chứa trung bình là 400mg kali, và chuối đã trở thành một nguồn cung cấp kali rất là tự nhiên, lý tưởng. Một nghiên cứu của Đại học Colorado đã chỉ ra rằng là kali rất quan trọng trong việc củng cố chức năng cơ bắp cũng như thần kinh. Kali trong chuối cũng ngăn ngừa chứng chuột rút. Lợi ích của chuối đối với hệ miễn dịch và trao đổi chất. Một quả chuối cung cấp 10mg vitamin C, tương đương với khoảng độ 15% nhu cầu vitamin C hàng ngày. Do vậy sẽ giúp cho chúng ta tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện sự hấp thụ sắt và củng cố được sức khỏe của từng tế bào trong cơ thể. Tiếp theo đó là lợi ích của chuối đối với tế bào trong cơ thể. Ăn một quả chuối là bạn đã cung cấp 35% nhu cầu vitamin B cho cơ thể. Trong chuối có rất nhiều vitamin B6, được gọi là pyridoxine, giúp sản sinh ra các tế bào mới trong cơ thể. Vậy thì với việc ăn chuối, chúng ta sẽ nhận được vô vàn những lợi ích cả cho tế bào lẫn cho các hệ thống trong cơ thể của chúng ta, như hệ tim mạch, hệ thần kinh, và cung cấp đầy đủ các vitamin và khoáng chất cho cơ thể của chúng ta. Các bạn thấy có tuyệt vời không ạ? Do vậy thì chúng ta nên ăn chuối mỗi ngày. Tuy nhiên lại cũng một nhắc nhở nữa mình muốn chia sẻ với mọi người, đó là dù là chúng ta thấy cái thực phẩm đó người ta truyền với nhau hoặc là chúng ta biết là nó rất là tốt, nhưng không phải vì như thế mà chúng ta cứ ăn thật nhiều, ăn cứ thoải mái lên. Nếu mà như vậy thì nó sẽ nảy sinh một số các cái bất cập. Đó là chúng ta sẽ tăng cái lượng calo nạp vào này, làm cho chúng ta bị tăng cân này. Thêm vào đó thì ăn bất kỳ một cái thực phẩm nào đó quá nhiều cũng đều không tốt. Do vậy mình mong các bạn một ngày chỉ ăn từ 1 đến 2 quả chuối thôi. Và chúng ta cứ duy trì thật là đều đặn, ngày nào cũng như vậy, ta sẽ có một sức khỏe tối ưu cũng như một vóc dáng thực sự cân đối và đẹp. Một số lưu ý đối với việc ăn chuối, chúng ta nên ăn vào lúc nào, đó là một điều cực kỳ là cần biết, bởi vì ăn lúc nào để nó phát huy được tối đa cái tác dụng của mình. Đầu tiên là chúng ta ăn vào buổi sáng, bởi vì chuối cung cấp nguồn năng lượng dồi dào, vì thế mà ăn buổi sáng sẽ giúp cho cơ thể hoạt động hiệu quả trong suốt một ngày dài. Thứ hai đó là chúng ta có thể ăn vào các cái bữa nhỏ, tức là một ngày chúng ta có 5 bữa ăn, có 3 bữa ăn chính và 2 bữa ăn phụ, thì trong bữa ăn phụ này các bạn có thể ăn chuối nhé. Ăn chuối vào bữa tối, tức là chuối được biết đến với nguồn dinh dưỡng dồi dào và có chứa các hợp chất với khả năng cải thiện giấc ngủ. Do đó thì ăn chuối vào buổi tối sẽ giúp cho mọi người ngủ ngon giấc hơn, nhanh đi vào giấc ngủ hơn, tức là ai mà bị mất ngủ thì có thể ăn chuối buổi tối. Ăn chuối trước khi luyện tập thể dục thể thao. Mỗi một quả chuối sẽ cung cấp cho cơ thể của chúng ta khoảng độ 100 calo. Ngoài ra thì chuối còn cung cấp nhiều dưỡng chất như là vitamin B, vitamin C, tinh bột, kali, chất khoáng, chất xơ và năng lượng. Cho nên là nếu như mà trước mỗi buổi tập của chúng ta mà chúng ta muốn nhanh gọn ấy, thì các bạn có thể ăn 1 đến 2 quả chuối, giúp cho chúng ta có năng lượng để có thể hoàn thành bài tập của mình mà không cảm thấy mệt mỏi. Không nên ăn chuối lúc bụng đói, bởi vì khi mà chúng ta có bụng đói mà ăn chuối vào thì sẽ ảnh hưởng không tốt tới dạ dày, thậm chí là có thể gây viêm loét dạ dày, tức là những cái người mà bị đau dạ dày thì chúng ta không dám ăn chuối đấy. Và chúng ta nên ăn sau mỗi bữa ăn khoảng độ 1 đến 2 giờ, tức là trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn, từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ, đó là thời điểm lý tưởng nhất. Và không nên ăn chuối quá nhiều cùng một lúc. Nếu mà chúng ta ăn chuối chín cùng một lúc quá nhiều thì sẽ làm cho cái hàm lượng tiramin trong cơ thể bị dư thừa, dẫn đến tình trạng đau đầu này, khó chịu. Ngoài ra còn gây hại cho sức khỏe như ảnh hưởng đến tim mạch, hệ thần kinh
và đường huyết. Và chúng ta sẽ ăn chuối như nào? Thường thường thì mọi người sẽ thích ăn những quả chuối mà vàng vàng lốm đốm trứng cuốc, bởi vì nó chín rất là kỹ, nó thơm và nó ngon. Nhưng mà nếu các bạn ăn quả chuối đã để đến độ chín kỹ như vậy ấy, thì hàm lượng đường của nó rất là cao, chất dinh dưỡng cũng đã mất đi nhiều rồi. Do vậy thì mình muốn các bạn, nếu các bạn ăn chuối ấy, thì quả chuối nó đang còn vừa mới chín tới, nó chưa bị chín quá này, thì khi đó ấy, chất dinh dưỡng nó sẽ còn nguyên, không có nhiều đường quá, nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của chúng ta ăn chuối để giảm cân. Các bạn ăn hai quả chuối nhưng mà một quả chuối chín quá thì nó sẽ làm cho các bạn tăng cân, nhưng các bạn ăn quả chuối vừa chín tới thì nó sẽ giúp cho các bạn giảm cân, bởi vì cái lượng đường của nó sẽ ít hơn rất là nhiều. Qua đây thì mình đã chia sẻ cho các bạn về lợi ích của quả chuối rồi. Phải nói là đây là một loại thực phẩm vàng đối với sức khỏe của chúng ta, chứ không nói riêng gì đối với giảm cân cả hết. Và nếu như chúng ta ăn chuối trong quá trình giảm cân với một cái lượng vừa phải, hỗ trợ cho chúng ta, giúp cho chúng ta no lâu và bổ sung cho chúng ta đầy đủ chất dinh dưỡng thì thật là quá tuyệt vời, đúng không các bạn? Các bạn hãy bổ sung thêm nhé, ăn từ 1 đến 2 quả chuối một ngày. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi rất nhiều. Hãy chia sẻ kiến thức này đến nhiều người. Hãy đăng ký kênh, bấm mình quả chuông, like video này nếu các bạn thích, yêu mến mình và thích video này, thích kiến thức này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Tạm biệt cả nhà. Bye bye.